lại thêm một tác phẩm nữa cho anh em yêu chim cu gáy. Đây là một cái bộ lồng form trái đào đó, dành cho chim cu gáy, cho những em mà yêu thích những chiếc lồng độc đẹp lạ. Đây là những cái nguyên liệu nguyên bản từ thiên nhiên được tạo kiểu, tạo thành một cái chiếc lồng chim vô cùng đẹp cho anh em nhé. Toàn bộ nguyên liệu thì được làm bằng tre già đó, phần móc rồng này, móc rồng rất là đẹp cho anh em nhé. Đây cả cái phần cửa nữa này, cái phần cửa này thì anh em nhấc cái phần cửa ra đấy, mình có thể cho chim từ phía này. Cái phần chân cũng rất là đẹp luôn nhé. Đó, anh em yêu thích chiếc lồng này thì hãy liên hệ ngay với Siêu Thị Lồng Chim nhé, một tác phẩm duy nhất dành cho anh em nào yêu thích và nhanh tay liên hệ với Siêu Thị Lồng Chim để đặt lồng. Quá là đẹp luôn cái sản phẩm này anh em. Ngoài nuôi chim ra mình hoàn toàn có thể đặt hàng thì chỉ để trang trí thôi cũng được. Đó, một cái tác phẩm rất là đẹp, công phu tỉ mỉ cho anh em này.